chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở nhà. Cái sò hôm nay thì Quỳnh mua được ở đây là tổng cộng 10 con sò lửa mặt trăng nha mọi người. Thì đây Quỳnh cho mọi người xem ha. Phía trên của nó thì là nó có một cái màu đỏ này là đỏ bầm mọi người. Và phía sau thì nó có là màu trắng hơi ngã vàng nó như thế này. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ đi ngâm ốc hương trước. Quỳnh sẽ cho vào trong chén là một chút xíu muối, một chút xíu ớt. Quỳnh á, nó nhả mấy cái cát nó ra nhanh hơn. Cái con dao, Quỳnh sẽ đưa con dao vào vùng ở đây để Quỳnh cắt cái cọng gân ở trong đây của cái con sò lửa mặt trăng này. Rồi khi mà Quỳnh cắt ra như thế này á, thì có con sò của Quỳnh nó sẽ mở ra được một bên như thế này, rất là dễ dàng luôn. Thì cái con sò này bên trong thì nó cũng giống y như là cái con sò đẹp. Và cái phần rìa ngoài đây thì Quỳnh thấy là nó có một cái màu vàng nha mọi người. Và cái vỏ bên đây của nó thì là không có gì hết, thì nó trắng trơn như vậy. Bây giờ thì Quỳnh sẽ sơ chế nó cũng giống như là mình sơ chế sò đẹp thôi. Thì Quỳnh cũng sẽ rồi nó lên và Quỳnh sẽ bỏ những cái ria, phần ria bên ngoài của nó, cái phần mang á mọi người. Quỳnh không biết cái đó gọi tiếng Việt là gì nha. Đó, cái phần mang, có phần màu vàng thì mình ăn được ha, còn cái phần mang và cái phần màu đen này thì mình sẽ bỏ đi. Một chút thì Quỳnh cũng sẽ cắt ra Quỳnh làm sashimi á, cho nên là bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ gỡ ra. Đấy nha mọi người, là cái phần này không ăn được. Cái màu cam này thì ăn được. Mình sẽ cắt cái phần màu vàng này ra. Cái phần màu vàng này thì Quỳnh lấy ra, cái phần này thì cái con này hôm nay Quỳnh làm á thì là Quỳnh đều để nướng nha mọi người. Thì Quỳnh chỉ cần lấy phần màu vàng thôi. Còn một chút làm phần sashimi á thì Quỳnh chỉ bỏ hết tất cả các phần còn lại nha. Quỳnh chỉ lấy cái lõi trong thôi, là nói chung là Quỳnh chỉ lấy cái cầu vậy thôi. Con sò lửa mà mặt trăng nè, sau khi mà Quỳnh chế biến xong đó mọi người thì được như thế này. Thì Quỳnh sẽ giữ lại cái phần màu cam này rất là ngon luôn. Cái phần rìa này thì rất là dai và rất là ngon. Thì mình để nguyên cái phần này thì mình nướng nha. Bây giờ Quỳnh sẽ cho vào đây là muối. Quỳnh sẽ rửa cái phần sò này của Quỳnh. Quỳnh bóp nhẹ nhàng để cho những cái phần gan của nó không bị vỡ ra nha mọi người. Sau đó thì Quỳnh sẽ đổ ra rổ và Quỳnh rửa sơ qua nước. Quỳnh sẽ để lại 4 con làm sashimi ăn và Quỳnh sẽ nướng ở đây tổng cộng là 6 con. Quỳnh sẽ bật lò nướng bên đây trước của Quỳnh là 200 độ trong vòng là 15 phút. Chảo nóng rồi thì Quỳnh cho tỏi vào. Và bây giờ mình sẽ cho ốc hương vào. Và hôm nay có một con ốc hương chín màu xanh nè. Để sợ sơ nó trước ha. Để cho ốc hương của Quỳnh nó dễ chín đó mà. Hút vào một chút xíu bột nêm, cái đường hạt này lên. Nước mắm hôm nay Quỳnh pha theo tỷ lệ 1:2:3, một nước mắm 2 đường 3 nước, mắm 1 đường 2 3 nước. Miếng chanh và sẽ cho là tỏi ớt thì mình sẽ cho tùy thích. Sò đẹp thì Quỳnh sẽ cắt theo những cái khoanh tròn nha mọi người. Mình không có cắt ngang xuống nha, mình cắt tròn. Thì một con như vậy thì Quỳnh sẽ cắt khoảng là 3 khoanh tròn. Mình sẽ được 3 khoanh như thế này. Thank you.
Quỳnh để chùm nho xuống cho mọi người dễ thấy xa nha. Chút nữa Quỳnh ăn thì Quỳnh thể em lên nha. Rồi sao ngồi vô đây nha. Đây. Thì cái món hôm nay Quỳnh cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu mà wasabi. Wasabi ở trong chai như thế này nha mọi người. Thì ở Nhật cũng có một loại là loại thật nha mọi người. Loại thật thì hơi mắc hơn cái loại giả này một chút, nhưng mà hạn sử dụng của nó thì rất là ngắn luôn. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ ăn thử cái miếng sashimi này, coi cái vị của nó coi nó như thế nào ha. Mình sẽ ăn không trước nha. Quỳnh thấy có vẻ như là nó mềm hơn con sò đẹp mọi người, và nó ngọt cũng ngang ngửa con sò đẹp luôn. Mình sẽ chấm với lại nước tương wasabi. Thật tình đó thì Quỳnh rất là thích mua đồ một thứ hai ba thứ về làm ra được nhiều món ấy. Mọi người coi mọi người vẫn thích hơn. Thật sự thì hôm nay là chỉ có 10 con sò lửa mặt trăng này thôi mà Quỳnh làm ra được là một dĩa sashimi nhỏ và một dĩa sashimi nướng. Cái vị ngon mọi người à. Cái vị nó ngon ngang ngửa như là sò đẹp luôn. Thì cái con này mọi người, siêu thị Quỳnh không thấy bán, chỉ thấy bán ở chợ cá thôi. Và bây giờ á, nó giống như là nó muốn liệt vô danh sách đỏ mọi người. Bởi vì là nó sinh sản ít á. Ngon à. Cái thịt của nó tính ra cũng ngọt như sò đẹp, ăn cũng ngang ngửa cũng ngon mọi người. Nhưng mà cái vị thì nó hơi khác khác một chút. Bà Quỳnh là đạo rau nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn tới sò lửa mặt trăng nướng mỡ hành. Cái phần ở đây với mọi người là cái phần màu trắng nha, còn cái phần ở đây là phần màu đỏ nữa. Cái phần màu trắng thì nó là cái bụng, còn cái phần màu đỏ là cái nắp ở trên đó mọi người. Đó. Mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Cái vị khi mà mình nướng lại mọi người thì nó cũng ngọt như là sò đẹp, nhưng mà cái vị hơi khác hả. Quỳnh không biết bên Việt Nam cái sò này có không nữa. Ngon quá. Hôm nay ăn cái sò này là Quỳnh xử trong vòng một nốt nhạc, không biết sao chịu ăn không. Sang xin canh sen đây con. Sang thử không mẹ cho nè. Ăn thử không? Ăn thử không mẹ cho nè. Ăn đậu thử không? No. Sò này không biết nãy mà lúc Quỳnh chế biến mình có giải thích cho mọi người chưa ta. Cái tên của nó là Chuki Higai mọi người. Chuki có nghĩa là mặt trăng. Mặt trăng là cái nắp màu trắng. Và Hi có nghĩa là lửa, là ở trên cái nắp màu đỏ, tượng trưng cho là lửa nóng đó mọi người. Cho nên dịch ra tiếng Việt thì nó có tên là sò lửa mặt trăng. Ăn cũng ngon nè. Quỳnh ăn cho xong cái dĩa sashimi này, Quỳnh dẹp luôn. Nói tính ra nếu mà về mà làm video làm sashimi với mọi người, mua về chế biến xong rồi cắt ra, rồi cái bỏ nước tương chấm ăn, nhiều lúc mình thấy còn nhanh hơn là mình làm món ăn Việt nữa. Cái phần ở dưới đây á, thật sự thì người ta để củ cải, nhưng mà hôm qua nhà Quỳnh còn bắp cải cho nên Quỳnh để bắp cải luôn. Nói chung là đồ trang trí mình muốn để gì là cũng được, chủ yếu là Quỳnh tạo màu sắc cho đẹp thôi. Cái khay này Quỳnh xong rồi, Quỳnh sẽ dọn khay xuống trước.
để cho nó thoáng chỗ mình ăn tiếp nữa nè. Làm thì lâu mà ăn trong vòng một lúc nhẹ. Bà Quỳnh lúc nào cũng con câu này bánh nó hoài. Ngon quá. Ngon ngang ngửa sao đẹp luôn mọi người. Bạn nào nhịp tranh thủ mua ăn nha. Chứ để mốt á nó bị tệ chủng là không ăn được. Tiếc. Ở Nhật nè mọi người, hải sản lạ nhiều mọi người. Nhiều con không biết luôn á. Mình đi chợ hải sản mình thấy con nào là lạ luôn khoái mua. Nó ăn được nên tổng mới bán, mình mua dạng thử coi như thế nào. Ngon quá. Ngon ghê. Lấy cái này làm dĩa luôn mọi người, đã mất công chút được chén. Quỳnh mua được có mấy con sò sò này Quỳnh nè, à, ốc chứ, ốc hương. Đi hết chợ luôn mọi người, đi mòn dép luôn mà không mua được một con ốc hương nào. Chỉ mua được có vài con leo que thiệt chứ. Ây da, trời đất ơi. Rồi mời mọi người ăn hương với Quỳnh nha. Hương lắm mọi người, nó được cái đấy sực sực nó ngon mà. Nhưng mà nếu mà tính ốc hương của Nhật với ốc hương của Việt Nam á, thì cái vị của ốc hương của Việt Nam nó ngon hơn. Không biết là do khi mà Quỳnh thưởng thức, không biết là do khi mà Quỳnh thưởng thức á, ở bên Việt Nam trước hay là bên Nhật trước, là Quỳnh nhớ hương vị quê hương mà Quỳnh cảm thấy như vậy, mình không biết nữa. Nhưng mà Quỳnh thấy ốc hương bên Việt Nam cái vị nó ngon. Và ốc hương ở bên Nhật có thì cái màu mọi người, cái vỏ của nó mọi người thấy không, ở đây nè, cái vỏ của nó sậm hơn mọi người, nó nâu hơn chứ nó không có trắng như hương Việt Nam. Và có ốc hương bên Nhật cũng bự. Ở nhà Quỳnh đó mọi người, không có gì để gấp ba ốc nữa trơn á, chỉ có mấy cái nĩa thôi, mà nĩa mình gấp ăn mới chắc. Bên Việt Nam ngon số dách đó mọi người, ốc hương sợ muốn. Mấy cái quán ốc bên quận 4 mà bán, thông thường ốc hay xào chúng trong uống. Sẵn mình ăn sao đẹp với Quỳnh à, chấm chung với lại nước mắm mình luôn. Chứ thật sự mà ốc hương ăn phải chấm với muối ớt chanh nữa. Mà cũng tùy sở thích của mọi người nữa mọi người. Nhưng mà ăn hương nhiều quá buổi tối giờ là nó nặng bụng mà. Mình thấy nhiêu đây là cũng đủ rồi đó. 10 con sò này với một dĩa ốc hương với một chùm nho là đủ no. Ây da. Nó dằn tán lại mọi người. Nhai ốc hương mà cái cảm giác nó đã như là mình nha lỗ tai heo. Ôi sao rồi có ăn nho nhớ ốc em bốc được không? Anh thích ăn nho mọi người, ăn được không? Ok. Quá wow, sao giỏi quá. Ăn từ từ thôi, nhả ra ăn nửa trái thôi. Cắn ha. Anh ăn bánh kén mọi người. Lúc đầu anh biết cái nho là chỉ có màu màu tím hoặc là màu đen thôi. Lúc sau mình mua nho màu xanh gì không ăn mọi người. Trời đất. Mình mua nho màu xanh gì không ăn. Trời đất nữa. Lúc sau này mình không mua nữa, bắt đầu anh mới tập ăn từ từ á. Anh ăn xong giờ anh biết nho màu xanh ngon hơn mấy nho kia mọi người. Con nít nó hay lắm nha mọi người. Rồi màu xanh á. Màu xanh. Màu xanh nha. Nít nó hay lắm mọi người. Mình kêu nó không ăn nó không, mình kêu nó ăn nó không ăn, chứ mà mình kêu khi mà nó ăn rồi nó biết những biết là cái nào ngon hơn cái nào á. Ấy dạ. Giống như hồi nhỏ bên Việt Nam mọi người thì mấy em bé nhỏ hay cho ăn món này món kia. Trời ơi, đi. Cho ăn món này món kia mọi người.
trộn hầm mà lằn luôn hết. Nó ăn nó không biết cái vị đó vị nào là vị nào mà ăn. Nhưng mà khi mình để riêng ra, nó ăn nó cảm nhận được vị nó thích lắm. Hôm nay mọi người, cái món này Quỳnh mua cũng không bao nhiêu tiền hết, mà nó 180 yên con. Còn ốc hương thì Quỳnh mua không biết nhiêu nữa, mà tính Quỳnh là tổng cộng là 2.4 là khoảng nhiêu tiền ha? 480.000 tiền Việt Nam. Chùm nho 2 sen nữa, 400.000 rồi tổng cộng là 680. Chùm nho 2 sen 400.000 nữa là 880 nha mọi người. Dạo này á Quỳnh tính hay bị sai mọi người vô mọi người cười Quỳnh hoài à. Tính nói đi học lớp 1. Chắc đi xuống đi học lớp 1 lại quá. Học lớp 1 mà còn bị ở lại lớp 1. Học hoài học mãi mà không lên nổi. Cũng giống như mỗi lần mà Quỳnh ghi mấy cái tựa đề mọi người, nhiều lúc Quỳnh ghi lên Quỳnh còn ghi sai chính tả nữa. Mọi người vô hay coi về để ý chỉ Quỳnh nha. Trời ơi Quỳnh dở mọi người. Rí cái đầu óc đẻ ra xong quên trấn trọi mọi người. Rau muống dần rụng ngon quá mọi người. Bà Quỳnh đậu rau. Anh xã thì không ăn hải sản, không phải không ăn hải sản mà anh xã Quỳnh là không ăn những cái con mà giống như cua tôm nha mọi người, nó có cái vỏ làm ảnh ngứa, chứ mấy cái hải sản khác thì anh ăn được. Ốc anh cũng không ăn nữa, đúng rồi, anh không ăn tôm cua với ốc thôi. Nói chung mà con ốc hay sò là nó không ăn. Anh chỉ ăn cá mà. Cá với thịt. Mực với lại bạch tuộc hẳn ăn. Sao? Ở bên Việt Nam kêu 10 con sò đẹp ra ăn á thì cảm thấy không đủ, chứ bên đây ăn 10 con này nó ốc ách đấy mọi người, nó bự hơn mà Việt Nam rất nhiều á. Sao mà chùi chứ cắm chùi chơi chùi xong cũng chùi nữa không chứ mẹ nữa, trời ơi kỳ quá. Chùi bạn cười con kìa. Bạn ơi đừng cười sao. Sao xấu lắm. Cho cùi ta. Cùi ta. Rồi bưng súp bình hấp đi. Bưng súp bình hấp đi con. Ừ. Ây dạ. Ây dạ. Còn con cuối cùng à. Ăn nhanh cấp tốc luôn. Rồi ăn nho nè. Chùm nho mọi người thấy Quỳnh để lên nhìn xanh lè luôn. Ở ngoài cái màu y chang vậy luôn mọi người. Cái màu xanh là màu xanh đột chuối nha. Ủa mấy nữa ơi. Nho này được cái á là nó không có hạt, cho nên cho mấy em bé ăn mình cũng không lo. Chỉ cần ánh nhai ra thì được ha. Rồi đừng nuốt nguyên trái.
Mà ăn trời đất ơi luôn. Anh có 10 con mà cảm thấy muốn no mà. Cái mà anh muốn ngủ mà. No quá mình ngừng quần ơi. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.